Hello everyone, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi tổng loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. It's Horror Club. Đây là một tựa game kinh dị rất là hot trong tháng vừa qua. Và bây giờ thì các bạn cùng mình trải nghiệm nó nha. Let's go. Game này thì nó có hai phần, phần 1 và phần 2. Bây giờ mình sẽ chơi phần 1. Ok, và đầu tiên thì các bạn đặt một tấm bản đồ. Đây là một con da. Sẽ đưa cho các bạn một chiếc chìa khóa mở phòng thư viện. Rồi mình sẽ đặt vấn đề. Bây giờ thì mình sẽ tìm tiếp xem có cái gì không. Wow, chúng ta đây. Chẳng không? Điều này rồi mình sẽ đi ngược lại.
xong tăng leo đi. Các bạn giữ cho chúng ta đi thật xa, càng xa càng tốt. Okay, let me go.
hoàn thành game. Và bây giờ thì mình sẽ sang từ game tiếp theo. Đây là một tựa game kinh dị. Let's go. Các bạn nào cố gắng nhặt đủ 20 túi tiền đến từng phòng một. Ok, phòng này còn đây nữa thôi. Rồi, trong này hết rồi. Mình sẽ sang phòng thứ hai. Này để các bạn dùng xem là con ma nó đang bay ở hướng nào. Đang ở trên tầng, bây giờ mình sẽ xuống dưới. Cái này các bạn phải còn cần có chìa khóa để lấy được cái chìa khóa. Và ta đang xuống dưới này rồi. Mà ta lên thì mình sẽ xuống, và ta xuống mình sẽ lên. Và ta lại lên thôi. Đó, cách chơi game rất đơn giản thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp xuống game tiếp theo. Granny Chapter 2. Let's go. One day. Mình sẽ gọi bà ta xuống dưới luôn. Wow, không gì. Rồi, mình sẽ lên tầng 2. Oh, đây có một khẩu súng. Oh my gosh, chết rồi.
đang bị nhà khẩu súng đã chết. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang được game thứ tư, Developer Slender Riaha. Let's go. Chú chỉ nghe thấy tiếng một đứa con nó đang bò rồi. Tiếng nhạc rất là khiếp luôn. Đây luôn, nó phát xuất luôn rồi. Rất là kinh khủng luôn. Còn đó thắng mau thật. Sẽ sang game tiếp theo, Granny Chapter 1. Let's go. Xem cái này nha. Sau đó mình sẽ vứt xuống đây. Rồi, cái đèn ra nào. Ok, let's go. Chuồn vào trong này xong. Ok. Và ta đang xuống đây thôi. Chuồn thôi. Chết rồi, đi chậm đấy. What, sao quả đấy đi chậm thế nhỉ?
mình không hiểu sao hay là mình bị dính một đòn gì đó. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một cái game mai. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game thứ 7. Và Danny Avin. Let's go, mình đang trong một căn phòng rất là hoàn sáng và đẹp luôn. Mình sẽ cho sáng lên một chút. Ok. Rồi, đặt cái này lên nào. Wow wow, nó đang nằm ở ngay đây rồi. Chuyển thôi, chuyển. Mình sẽ chuyển ớt. Đây, mình mở cái lưng vô trong ra. Let's go. Rồi các bạn kiếm một miếng thịt cho nó. Mắc kẹt ở đây rồi.
mình không hiểu sao mình không lên được trên này cái tài nữa. Tại vì chung quanh đây nào, ở đó là bị game nó bị lỗi cho nên là không thể lên được cầu thang để ở đó. Nên là nếu mà đi thì các bạn phải đi ngược đường, chui đường ngoại để chui đường kia. Không cho đổi rồi. Oh my gosh. Lỗ này các bạn chỉ nhìn thôi, sẽ không lên được. Còn nếu mình lớn lên thì các bạn phải lên đường kia. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Đây là một tựa game thuộc của Win Game. Một con chó rất là hung dữ luôn. Phần 2, phần 3 à, phần 2 thì là có chó. Phần 3 thì là các bạn phải bị nhốt ở trong một trại tù, như là một trại tù. Phần 1 thì các bạn ở trong nhà ông bà là. Ok, đầu tiên thì các bạn phải tìm chiếc chìa khóa. Sau đó thì dùng chiếc khóa này để mở cái phòng này ra. Mở ra rồi. Các bạn uống cái này, các bạn uống cái này thì nó sẽ chạy, làm chạy rất là nhanh luôn. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.